thầy sẽ hướng dẫn tiếp các em bài trạng tí Và ngay sau đây các em hãy cùng xem và thực hành theo thầy nhá Và ngay sau đây đó là những cái động tác xuyên suốt trong bài và lặp đi lặp lại rất nhiều Và thầy sẽ hướng dẫn thật kỹ các em hãy cùng chú ý lắng nghe nhá Động tác đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là động tác mở bài của bài trạng Đầu tiên là động tác mở bài Đầu tiên chúng ta sẽ dơ hai cái kiểu tay của mình lên Tay trái vuông với tay phải, tay phải thẳng đứng và tay trái ngang đi sau sau đó chúng ta sẽ dẫm sang bên chân phải và hướng hai khuỷu tay của mình sang bên phải nhé Bắt đầu này. 1 hướng sang bên trái thì lại là đổi ngược lại. 2 3 4 lặp lại. 5 6 7 8 tiếp 2 2 3 4 tiếp 5 6 xoay vòng tay. 7 ta, 8 Ok, sau đây các em hãy cùng làm lại theo thầy một lần nữa nhé. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 tiếp 5 6 tiếp 7 8 Và bây giờ chúng ta hãy đến với động tác tiếp theo của bài nhé đó là động tác nhún là hai ba chúng ta sẽ đưa tay của mình ra bên ngoài trước đồng thời đẩy hai đầu gối sang bên trái nào một sau đó chúng ta đan hai tay vào giữa đồng thời đẩy đầu gối sang bên phải hai lặp lại ba vỗ tay bốn tư thế thẳng đứng và sau đây chúng ta sẽ đưa tay sang bên phải đồng thời nhảy hai bước chân của mình như sau một tay ngang với người thẳng đứng tay thẳng tay thẳng quý mai. Cùng đến với động tác thứ hai của bài nhé. Chúng ta hãy đưa hai tay ra ngoài, đồng thời đưa hai đầu gối sang bên trái. Như sau. 1. Đan hai tay vào giữa, đồng thời đẩy đầu gối sang bên phải. 2. Lặp lại sang bên trái. 3. Vỗ tay và đưa về tư thế thẳng đứng. 4. Chúng ta cùng làm nhanh một lần nhỉ. 2 3. 1 2 3 là 4 và ngay sau động tác vỗ tay lên trên về tư thế thẳng đứng thì chúng ta sẽ đưa tay sang hai bên và làm thật chậm theo thầy như sau nhé một tay đưa sang bên phải đồng thời đẩy hai chân ra ngoài thu tay về thì thu hai chân về để chuẩn bị sang bên trái tiếp hai và tay của chúng ta chú ý là ngang với vai nhé ba tà bốn năm tà sáu tà bảy Tả tám và chúng ta, ta làm nhanh hơn một chút, chút nhá bắt đầu một tả hai tả ba tả bốn hết và ngay sau đây chúng ta hãy lối hai động tác lại với nhau nhá bắt đầu một hai ba là bốn tiếp năm sáu bảy tả tám nhanh hơn bắt đầu 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 Nhanh hơn một lần nữa nhá. Bắt đầu. 2 3 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 Chúng ta hãy làm một lần nữa thật chậm với động tác nhá. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 8 6 tà 7 tà 8 hết. Và đến với động tác cuối cùng của bài là động tác mà vào cái bíp nhạc khỏe nhất và mạnh nhất của bài thì các em hãy làm cùng với thầy nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ đưa hai tay vào bên trong của mình và đồng thời đẩy ngực lên và hướng sang bên phải như sau. Bắt đầu. Đồng thời chân của chúng ta sẽ bước hơi tiến về phía trước và trùng đầu gối xuống một chút cho dáng của mình nó thật khỏe nhá. Bắt đầu hai ba. một sang bên trái, bước chân trái ra một tí 2, sang bên phải bước chân phải ra một tí 3, sang bên trái 4 làm lại một lần nữa nhé, đầu tiên chúng ta hơi đưa chân sang bên phải và tiến về phía trước, tay rơ ra đồng thời thu về và ngực mình đẩy lên bắt đầu, 1 2 3, 4 tiếp, 5 6, 7 8 Chú ý động tác này chúng ta chỉ đấm thẳng lên trên nhé, động tác này rất dễ phải không các em? Sau đó chúng ta sẽ lặp lại tiếp bên trái. 1 2 3 4 sang bên tay trái. 5 6 7 8 Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lối liền hai động tác lại với nhau nào. Bắt đầu 2 3 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 tiếp 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 Nhanh hơn nữa nhá. Bắt đầu. Nhanh hơn nữa nhá. Dê. Yeah. 2 3 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 tiếp 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 Vậy là các động tác trong bài trạng tí của thầy hướng dẫn các em đến đây là hết thôi. Các em hãy cùng theo dõi bài diễn và thực hành cho thầy nhá. Ngay sau đây chúng ta hãy điểm lại một lần nữa các động tác trong bài chạm tí của mình nhé. Đầu tiên là sang bên phải nào. 1, 2, 3, 4 tiếp 5, 6 tiếp 7, lặp lại tiếp 1, 2, 3 là 4 tiếp 5, 6 tiếp xoay tay vào bài. Động tác thứ hai động tác giữa bài, bắt đầu. 1, sang bên trái, 2, 3, 4, Tiếp 5, tà, 6, tà, 7, tà, 8, vào Tiếp sang bên phải 1, 2, 3, 4, tiếp 5, tà, 6, tà, 7, tà, 8, tà Lần thứ nhất và lần thứ hai nó sẽ đổi ngược cho nhau nhé Và cuối cùng là động tác cuối cùng vào cái beat mạnh nhất khỏe nhất của bài nhá. Cố gắng lên nào, bắt đầu. 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8 lặp lại. 1 2 3 4 tiếp 5 6 7 8. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng thực hành với đoạn kết của bài và chúng ta hãy làm thật khỏe lên cùng với thầy nhá. Yeah. Yeah. thi suốt đêm thâu Các em thân mến, vậy là thầy đã hướng dẫn xong hai bài nhảy của chương trình Măng Non ngày hôm nay. Thật là thú vị phải không các em? Hẹn gặp lại và chào tạm biệt các em nhé. Hunter Entertainment